cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ thành công. Vì cuộc sống có lúc khó khăn, con hiểu không? Cha đã cố cất hết muôn phiền, cả lời yêu thương. Vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha. Hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Vậy là chú thực hiện lời hứa rồi ha. Dạ con cảm ơn chú. Diễm Mai ngoan quá. Diễm Mai có thể thực hiện giúp chú một lời hứa được không? Dạ có chuyện gì vậy chú? Con hứa với chú là con phải mạnh mẽ lên để vượt qua cả mồm, và phải khỏe mạnh trở lại. Con đồng ý không? Dạ con hứa với chú. Đã hứa rồi, ai thất hứa sẽ bị trời phạt. Chú nhớ nha, chú chuẩn bị đi, vài bữa nữa đón con về nha. Mà nếu như bữa đó chú bận không tới đón được thì sao? À, vậy thì chú mặc bộ đồ gangster, cầm sẵn cây đàn để chờ con về nha. Chú đồng ý, chịu chưa? Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi không ngờ là anh có thể giúp Diễm Mai trở nên tự tin hơn á. Mà anh hứa cùng với Diễm Mai điểm đàn guitar từ hồi nào vậy? Cũng lâu rồi. Ngay lần đầu gặp Diễm Mai ở nhà văn hóa thiếu nhi á. Thôi, cũng trễ rồi, mấy anh về đi, có tôi ở đây với Diễm Mai được rồi. Mà nè, anh ta không biết là cô gọi tôi tới hả? Tôi về nha. Bác sĩ. Anh định làm loạn nữa hả? Dạ không có. Bác sĩ bình tĩnh. Tôi xin lỗi bác sĩ chuyện hôm bữa. Tôi sai quá, bữa tôi nóng. Thôi không sao đâu, tôi cũng thông cảm cho anh. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, tôi có chừng này tiền, mong bác sĩ nhận cho. Anh làm gì vậy? Tôi không nhận đâu. Dạ tôi không có ý mạo phạm, nhưng mà bác sĩ, tôi cầu mong bác sĩ hãy giúp tôi cứu lấy con bé nha bác sĩ. Thôi anh cất tiền vào đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Dạ
tâm sự nhờ bác sĩ. Bác sĩ cố gắng giúp giùm em nha bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Tôi rất sợ. Tôi rất sợ con tôi. Tôi rất sợ Diễm Mai sẽ giống như Diễm Phương. Anh yên tâm đi, Diễm Mai không sao đâu. Để ba cầu tóc cho con nha. Con gái của ba lúc nào cũng phải đẹp hết. Anh này, sắp vô phòng mổ rồi mà còn cột tóc gì? Có sao đâu, anh thích thì anh cột thôi. Vô trong đó người ta không thích, ta tự tháo ra. Đó, con gái của ba đẹp rồi. Nè, vô trong đó phải mạnh mẽ nha. Con gái của ba lúc nào cũng phải mạnh mẽ hết. Hứa với ba nha. Dạ. Ừ, con không sợ nha. Nếu sợ con cứ nghĩ tới gì, tới ba, là lúc đó không có gì phải sợ hết. Ha. Con, để ba bế con qua. Con không sao đâu mà ba. Giỏi. Con gái ba giỏi. Không sợ. Không sợ, không sợ, không sợ. Nếu con có sợ đó, cứ nghĩ tới ba. Ba lúc nào cũng bên cạnh con cả. Dạ. Bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên. Niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ. Bé nó sẽ nhanh chóng hồi phục, gia đình cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thành công rồi. Thành công rồi. Đến một ngày con sẽ hiểu ra. Thành công rồi. Uống miếng nước nữa đi con. Thôi, đúng rồi, giỏi. Khỏe nhiều rồi đúng không con gái? Ba biết á là con sẽ làm được. Con gái của ba giỏi lắm, mạnh mẽ lắm á. Ba với dì với bác tin vui cho chú Tùng nha. Em xin lỗi anh nha. Em đã làm mà không hỏi ý anh.
Em làm chuyện này á là vì Diễm Mai, thì làm sao anh có thể trách em được. Giữa Diễm Mai với ổng á giống như là có một sợi dây kết nối vô hình nào vậy á. Bây giờ mày không thể nào mà xóa hình ảnh ổng ra khỏi đầu Diễm Mai được đâu. Thật ra thì anh là biết trước sẽ có ngày này, nhưng anh không ngờ là nó tới nhanh quá. Trong cuộc đời này lại còn đã đến bên trái.